Chào tất cả các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài luyện từ và câu nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ của tuần 21. Thông qua bài học này, các em sẽ hiểu được thế nào là một câu ghép thể hiện mối quan hệ, nguyên nhân, kết quả. Biết tạo ra câu ghép có quan hệ, nguyên nhân, kết quả bằng cách điền thêm một quan hệ từ hay một cặp quan hệ từ, thêm vế tích hợp vào chỗ trống, thay đổi vị trí vế câu. Vậy các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học mới chưa nào? Nếu các em đã sẵn sàng thì cô cho mình cùng bắt đầu nhé! Bây giờ cô cho mình cùng nhau đi hình thành kiến thức mới của bài học ngày hôm nay. Một La Mã nhận xét. Bài 1. Cách nối và cách sắp xếp các vế câu trong hai câu ghép sau đây có gì khác nhau? Câu A. Vì con khỉ này rất nghịch nên các anh bảo vệ thường phải cột dây theo đoàn giỏi. Câu B. Thầy phải kinh ngạc vì chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường theo trên đường. Đầu tiên là ta phải xác định được yêu cầu đề bài. Cô đã gạch chân dưới những từ ngữ chúng ta cần lưu ý. Tiếp theo cô cho ta cùng đi tìm hướng giải. Ở yêu cầu số 1 này chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước. Bước 1. Xác định các vế có trong từng câu ghép A và B. Bước 2 là xác định từ nối. Bước 3. Nhận xét cách nối và cách sắp xếp các vế câu có trong từng câu ghép. Các em đã học về câu ghép, biết cách xác định vế câu. Mỗi vế câu trong câu ghép thường là câu đơn thuộc ba kiểu câu đã học, có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Vậy ta sẽ xác định được ngay vế câu ghép của câu A, ta dùng gạch chéo để ngăn cách. Tiếp theo, ta đi xác định cách nối các vế câu ghép. Có hai cách nối, một là dùng từ nối, hai là nối trực tiếp. Nhìn vào câu A, ta thấy hai vế câu được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ vì nên. Đây là cặp quan hệ từ biểu thị nguyên nhân, kết quả. Vế quan hệ từ vì chỉ nguyên nhân, vế quan hệ từ nên chỉ kết quả. Vậy là ta đã giải quyết xong câu A rồi. Câu B chúng ta làm tương tự. Dùng gạch chéo để ngăn tách hai vế câu. Xác định từ nối. Câu B ta thấy sử dụng một quan hệ từ vì. Vì là quan hệ từ cũng biểu thị quan hệ nguyên nhân, kết quả. Vế quan hệ từ vì chỉ nguyên nhân, còn vế còn lại chỉ kết quả. Vậy là cô trò mình đã phân tích xong hai câu A và câu B rồi. Các em cùng quan sát vào câu A và câu B và cho cô biết. Quan hệ giữa hai vế câu của hai câu ghép trên đều là quan hệ nguyên nhân, kết quả, nhưng cấu tạo của chúng có điểm khác nhau. Em có thể tìm ra điểm khác nhau đó không nào? À, câu A ta sử dụng một cặp quan hệ từ vì nên, còn câu B ta sử dụng một quan hệ từ vì. Dù câu ghép có sử dụng một cặp quan hệ từ vì nên hay một quan hệ từ vì thì đó đều là câu ghép chỉ quan hệ nguyên nhân, kết quả. Các em đã rõ chưa? Ta đã giải quyết xong ý 1, bây giờ cô cho mình cùng chuyển sang ý 2. Ý 2 như sau, tìm thêm những quan hệ từ, cặp quan hệ từ dùng để nối các vế câu có quan hệ nguyên nhân, kết quả và nêu ví dụ. Các em dựa vào kiến thức đã học về quan hệ từ, em hãy tìm thêm. Thứ nhất, một quan hệ từ, cô có như sau, bởi vì, nên, cho nên. Cặp quan hệ từ, bởi vì, cho nên, tại vì, cho nên, do, mà, nhờ, mà. Từ những quan hệ từ mà chúng ta vừa tìm được, bây giờ các em cùng suy nghĩ và cho cô những ví dụ nhé. Cô có 3 ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất, vì trời mưa to nên đường rất trơn, cô sử dụng cặp quan hệ từ vì, nên. Ví dụ thứ hai, nhờ mưa thuận gió hòa mà vụ mùa năm nay bội thu, cô sử dụng cặp quan hệ từ nhờ, mà. Ví dụ thứ ba, tôi khỏe mạnh bởi vì tôi chăm chỉ tập thể dục, cô sử dụng quan hệ từ bởi vì. Khi cô cho ta phân tích và tìm hiểu xong, chúng ta sẽ rút ra được một kết luận và kết luận đó cũng chính là phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 33. Ghi nhớ như sau, để thể hiện quan hệ nguyên nhân, kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một quan hệ từ bởi vì, nên, cho nên hoặc một cặp quan hệ từ vì, nên, bởi vì, cho nên, tại vì, cho nên, do, mà, nhờ, mà. Các em đã nắm được kiến thức của bài học ngày hôm nay chưa? Giờ chúng ta sẽ áp dụng kiến thức vừa học đi giải quyết các bài tập của phần luyện tập nhé. Ba La Mã luyện tập, bài tập số 1. Tìm các vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ, nối các vế câu này trong những ví dụ sau. A.
Bởi trưng bác mẹ tôi nghèo cho nên tôi phải băm bèo thái khoai ca dao. B. Vì nhà nghèo quá chú phải bỏ học theo trên đường. C. Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm theo Trịnh Mạnh. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi xác định yêu cầu của đề bài. Đầu bài yêu cầu chúng ta tìm vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả. Tìm quan hệ từ, cặp quan hệ từ, nối các vế câu. Cô sẽ làm mẫu cho em một ví dụ, đó là ví dụ A. Bởi trưng bác mẹ tôi nghèo cho nên tôi phải băm bèo thái khoai, ca dao. Ở ví dụ A này, người ta sử dụng một cặp quan hệ từ bởi trưng cho nên. Vế có quan hệ từ bởi trưng thì chỉ nguyên nhân. Còn vế có quan hệ từ cho nên thì chỉ kết quả. Các em đã nắm được chưa? Bây giờ các em hãy bấm dừng video để suy nghĩ trả lời câu B, câu C nha. Cô tin rằng các em sẽ làm rất tốt đó. Các em đã làm xong chưa nào? Bây giờ cùng cô kiểm tra đáp án. Đáp án của cô như sau. Câu B. Câu C. Cô chúc mừng các em có đáp án đúng. Ta chuyển sang bài tập số 2. Bài 2. Từ một câu ghép đã dẫn ở bài tập 1, hãy tạo ra một câu ghép mới bằng cách thay đổi vị trí các vế câu. Bây giờ cô cho mình cùng nhau đi phân tích bài tập số 2. Bốn ví dụ đã nêu ở bài tập 1 đều là những câu ghép có hai vế câu. Từ những câu ghép đó, các em hãy tạo ra câu ghép mới có thể thay đổi vị trí của các vế câu. Các em đã hiểu chưa? Giờ thì các em hãy tạm dừng video để làm bài. Sau khi làm xong, các em có ra đáp án giống cô không nào? Cô chúc mừng các em có câu trả lời đúng. Bài 3. Chọn quan hệ từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống. Giải thích vì sao em chọn quan hệ từ ấy. Câu A. 3 chấm. Thời tiết thuận nên lúa tốt. Câu B. 3 chấm. Thời tiết không thuận nên lúa xấu. Em sẽ sử dụng quan hệ từ tại và nhờ để điền vào câu A và câu B. Các em chọn làm sao mà quan hệ từ đó phải phù hợp với từng hoàn cảnh và nội dung của câu nhé. Các em cùng suy nghĩ và trả lời cho cô nào. Các em đã có kết quả chưa? Và kết quả của cô là câu A, cô sử dụng quan hệ từ nhờ. Nhờ thời tiết thuận lên lúa tốt. Câu B, cô sử dụng quan hệ từ tại. Tại thời tiết không thuận nên lúa xấu. Bây giờ cô sẽ giải thích cho các em tại sao cô lại sử dụng như vậy nhé. Đối với nguyên nhân dẫn đến kết quả tốt, ta dùng quan hệ từ nhờ. Còn đối với nguyên nhân dẫn đến kết quả xấu, ta sử dụng quan hệ từ tại. Các em đã nắm rõ chưa nào? Bây giờ cô trò mình sẽ chuyển sang bài tập cuối cùng, bài tập số 4. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân, kết quả. Câu A, vì bạn Dũng không thuộc bài 3 chấm. Câu B, do nó chủ quan 3 chấm. Câu C, 3 chấm, nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập. Bây giờ em hãy suy nghĩ và hoàn chỉnh câu ghép chỉ quan hệ nguyên nhân kết quả theo từng nội dung vế câu. Em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi nhé. Và đây là đáp án của cô, xem các bạn có giống đáp án của cô không nhé. Câu A, câu B, câu C. Xin chúc mừng các em đã có những câu trả lời đúng. Vậy qua tiết học ngày hôm nay, các em đã trả lời được câu hỏi để thể hiện quan hệ nguyên nhân kết quả giữa hai vế câu ghép, ta phải làm như thế nào chưa? Đó chính là nội dung phần ghi nhớ của bài học ngày hôm nay đó. Sau tiết học này, các em hãy học bài và đặt cho cô 5 câu ghép thể hiện quan hệ nguyên nhân kết quả. Xem trước bài cho cô nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn các em vào tiết học buổi sau nhé!